Úc bắt 7 công dân nghi xuất ngoại để gia nhập IS tiến từ Canberra, Úc Châu. Vào ngày thứ Năm 20 tháng 8, Thủ tướng Úc Tony Abbott cho hay là giới chức thẩm quyền Úc đã vừa bắt 7 công dân trẻ tìm cách bay đến Trung Đông bị tình nghi có ý định gia nhập phiến quân nhà nước Hồi giáo. Ông Tony Abbott nói với các ký giả tại cuộc họp báo ở Canberra rằng sự kiện này cho thấy là người dân Úc vẫn bị lôi cuốn vào cái chết cho lý tưởng tôn giáo cực đoan. Ông cũng quả quyết rằng hành động mạnh mẽ để phá vỡ mối đe dọa nền tự do và an ninh thế giới từ trong nước là hết sức quan trọng. Chi tiết liên quan đến 7 người Úc bị bắt vẫn chưa được tiết lộ. Úc là quốc gia được đặt trong tình trạng báo động cao trước đe dọa tấn công của những người Hồi giáo cực đoan, trong đó có âm mưu đưa các phiến quân từ các vùng giao tranh ở Trung Đông trở lại nơi sinh trưởng để hoạt động khủng bố. Nước này đã tăng mức báo động và gia tăng các cuộc bố ráp tại các thành phố để phá vỡ mối đe dọa này. Giới chức thẩm quyền Úc còn tăng cường nỗ lực ngăn chặn các công dân có tư tưởng cực đoan gia nhập các tổ chức Hồi giáo như phiến quân nhà nước Hồi giáo chẳng hạn. Bộ trưởng Bộ Bảo vệ Biên giới Úc cho biết luôn luôn theo dõi số người hiện diện tại các phi trường, đặc biệt là giới trẻ đang tìm cách xuất ngoại vì lý do nào đó đã làm khiếp sợ dân Úc và cha mẹ, gia đình cũng như cộng đồng của họ. Ông nói rằng chính phủ Úc đã thành lập 80 đơn vị chống khủng bố chỉ làm công việc này tại các phi trường quốc tế. Thủ tướng Tony Abbott từng tuyên bố tại Quốc hội rằng hiện đã có ít nhất 70 công dân Úc đang chiến đấu tại Iraq và Syria và được sự hậu thuẫn của khoảng 100 cơ sở đặt văn phòng tại Úc.